khi mà bài tình thương số 1 ra, khi đó anh Kiệt mình còn nhỏ, làm sao anh Kiệt biết được cái bài đó là viết để dành cho anh? Cơ duyên nào mà anh bắt được cái đó? Tự nhiên bộ đức thầy không rảnh lắm hả? Hồn đi ăn lối, mấy chư Phật cũng rảnh quá, không biết tìm ai dạy đời dạy đạo đi, kiệt biết gì thì cũng các phàm là mình quên hết nha. Bồ Tát Phật thì xuống trần mà vô bồn bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày tối thui là không biết gì hết. Nói gì về dạy, dạy ngày dạy đêm thì chị mới biết được nhiều chuyện, chị mới ra đây việc nói. Hồi xưa tiếng Việt làm gì biết, mình sao mà hiểu. Thì mấy gì dạy, thì sau đó có một lần ngày Đức Thích Trần ngày trận đạo đó, thì thằng Năm á thì ngày hay chầu cha giống như là báo cáo tình hình thế gian, thì ngày mới nói là ngày lấy cái bài kính thiên làm kim chỉ nam. Thì kim chỉ nam có nghĩa là thay vì một cái thể chế độc tài này, thể chế cộng hòa nọ, thể chế dân chủ kia, bài kính thiên nó rõ mà là sau này nước mình có vua, không biết là ai thôi, chờ cái đó Đức Thầy làm cái bài đó, mình không biết. Tại vì nếu có vua mới thương Bắc, thương Trung, thương Nam, quy cổ về kim mà, hết binh đao quy cổ về kim, kim là thời mình là kim nè, tổng thống rồi bí thư này, bộ trưởng nọ, quy lại cái thời thượng cổ. Anh nói là bốn con bài thì đã lật một con, còn bốn con còn lại thì chưa lật. Thì như vậy là phải có bốn nhân vật xuất hiện, hay là chỉ bốn người, bốn cái con bài đó là chỉ một Phật Di Lặc thôi anh? Ủa là bốn bài toàn là bốn ác theo ác cơ, ác bích, ác trù, cũng là ác thôi. Nhưng mà một người đội nhiều lắm thì sao mình đâu biết, mình nói chuyện tới đâu mình nói tới đó đi. Để sao mà thắng lại cơ bản mà.